Các bạn em mình xin mến chào các bạn trở lại kênh của em mình nha. Là bây giờ em mình đã sơn xong cái màu treo này cho khách rồi. Bây giờ cái bước kế tiếp là em mình sẽ sử dụng cái màu hồng nha các bạn. Em mình sơn cái màu hồng. Trước khi em mình làm thì em mình cũng xin giới thiệu với các bạn ha, là em mình đã có thêm một cái channel mới, một cái kênh mới với cái tên là Em mình Quỳnh Cuộc Sống Mỹ nha các bạn. Dưới cái video này em mình sẽ share cái đường link cái channel mới của Amy. Các bạn yêu mến Amy thì các bạn nhớ ủng hộ cái channel mới của Amy nha, là cũng dưới cái tên Amy Quỳnh Cuộc Sống Mỹ nha các bạn. Còn cái kênh Amy chia sẻ về nail này là Amy Quỳnh thôi, còn cái kênh kia là Amy Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Amy sẽ dán cái link của cái kênh mới dưới cái video này. Các bạn yêu mến Amy thì các bạn subscribe nha, like and share ủng hộ cho cái kênh mới của Amy nha các bạn. Rồi bây giờ vô cái bộ nón này Amy sẽ làm 5 màu nha các bạn. Cái bàn tay của khách này Amy sẽ làm 5 màu. Rồi Amy cho hơi bên đây. Rồi Amy vẽ luôn cái ngón bên đây luôn. Xong hai ngón nha các bạn, màu hồng nha. Rồi bây giờ hơi qua đây, cái tiếp màu hồng á, thì em sẽ đi cái màu xanh này nha. Rồi cái tiếp màu hồng mình đi cái màu xanh. Rồi em cũng dẫn cho mấy cậu dễ like luôn, dễ vẽ luôn, tại vì có những cái màu này nó rất là đẹp. Em chỉ cần đi một nước thôi các bạn. Rồi cái màu xanh nha, mình cũng đi yên vậy luôn. Anh này đi yên vậy luôn nha. Rồi bật lên đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình tô lại cái phần này. Tay 33 chân 45 nha anh. Rồi. Đi ở dưới đi lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ tô lại cái phần này nha. Mình đi lên vậy, giờ mình sẽ tô lại cái phần này. Mình sẽ bầu ra các bạn thấy không? Mình chưa có khoảng cách đó. Khoảng cách một góc gì nữa, mình chưa có khoảng cách vậy thôi. Rồi bây giờ màu xanh nữa xanh nha, mình qua đây. Cái này thì mình chịu cực chút nha các bạn, mà tôi lấy ít tờ đó, cô khách sơn nhưng mà bắt buộc phải giờ qua tới màu cam đó. Bây giờ mình làm nail nó không có còn đơn giản như ngày xưa đâu, thời buổi tiến bộ thì mình phải làm theo yêu cầu khách hàng thôi. Bây giờ màu cam các bạn thấy không, những cái màu này rất là neon luôn. Rồi em mình đá bầu lên đây chứ không có vẽ mà cái xéo, nhưng mà mình vẽ nửa thiếp nó xéo xuống là nó dễ hơn nha. Cái này mình phải đánh một vòng cho nó hơi bầu nữa đó các bạn. Rồi màu cam đó, sau khi đánh xong cái vòng màu cam thì mình mới tô lại cái phần còn lại. Rồi em mình chùi cái chỗ lem nè, rồi tô cho đều lại, rồi cho hơi luôn. Tại vì màu treo đó Amy không có vẽ hết tay một lần một, tại vì mình đi á, mình đi cho xong cái màu cam bên đây luôn đó, bạn thấy Amy đi cái ẹo không? Rồi sau đó mình sẽ tô lại, cũng rất là dễ các bạn. Các bạn có thể bắt cái ẹo từ dưới đi lên, hôm nay mình từ trên mình đi xuống cũng được. À, góc đó mình chừa lại một miếng đó, cho nó đều. Ngón nào cũng như ngón nấy hết, như vậy mình rất là dễ bắt. Rồi hơi bên đây luôn, mình chuyển sang cái màu kế tiếp là cái màu hồng này nha.
Các bạn thấy không? Toàn là màu neon không. Tất cả loại mì dùng cỏ Gia Lai mì rẻ nha. Đây, mì không có các thích dùng cỏ bản bự mình rất là khó kéo, cỏ Gia Lai gì dễ hơn. Rồi cũng khoảng nằm khoảng này. Đó, các bạn thấy không? Kéo cái lần xong là mình tô luôn. Ủ đầu móng nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình làm cho khách á, thì mình chia sẻ những cái khách này, khách thực tế cho các bạn thôi mà. Đây mình không có tay của người nhà để mình làm chia sẻ các bạn nha. Nên mà khi khách làm là có mẫu nào mình chia sẻ mẫu đó luôn. Đây mình làm những cái video về nail này là em mì chia sẻ những cái tay thường ngày của khách luôn các bạn. Em mì không có lựa chọn nha, không có lựa những cái cô khách nào mà tay đẹp hay long lanh hay gì em mì mới làm. Em mì chia sẻ tay thực tế luôn, tại vì tay khách thì cũng có tay đẹp tay xấu đó các bạn, là tay móng ngắn móng dài chứ không phải tay cô khách nào cũng đẹp hết. Còn khi tay khách không đẹp, những cô khách mới tìm đến mình để làm cho đẹp, mình không cần phải lựa tay đẹp để mình chia sẻ. Cái thứ hai nữa, em mày không sử dụng bất cứ một cái app nào cho cái video hết. Em mày muốn dùng là cái video nó chân thật nhất. Nếu mà em mày dùng cái app thì cái video nó sẽ nhìn nó sẽ long lanh hơn, nó sắc sảo hơn. Nhưng mà em mày không muốn, tại vì em mày biết tất cả những cái bạn làm nail á, thì các bạn đã biết rồi, những cái khách mình gặp hàng ngày rất là thường rồi, nên mình thích chia sẻ nó chân thật hơn. Các bạn thấy tay của khách nó bị rỡ tiêu đi cầu mấy cổ hand nail mấy cổ giật rồi, nên mày cứ để yên vậy. Rồi bây giờ qua tay bên đây cũng vậy nha. Mình đều có lần lại xong rồi mình mới tơ. Các bạn thấy màu rất là đẹp, màu rất là chuẩn luôn. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hơ đây nha. Rồi như vậy là mình đã xong rồi đó các bạn. Em mình đã xong cái mẫu vẽ cho cô khách này rồi đó. Cái bước thứ hai nữa nha, mình sẽ đi một cái đường line nè, cái đường line màu đen rất là nhỏ nha. Rồi mình chỉ chấm cái cọ đầu thôi, như cái đường line màu đen rất là nhỏ luôn. Rồi ở đây đặt lên, đó các bạn thấy không? Mình vẽ bằng cái đầu thôi nha các bạn. Đây mình chấm một lần màu kéo lên tới trên luôn. Đó. Đó. Các bạn thấy đường lai đen rất là mỏng, đường lai đen màu keo luôn nha các bạn. Rồi là mình đã xong. Rồi qua bên đây cũng vậy, mình sẽ đi một cái đường mỏng lai đen luôn. Mình không muốn đi cái đường lai đen mà nó mà đậm quá, nó nhìn thấy nó thơm các bạn. Đó các bạn thấy không? Rất là nhuyễn, một cái đường lai rất là nhuyễn. Bởi vì những cái màu này là những cái màu neon không à.
Đó, các bạn thấy không? Nhuyễn rất rất là nhuyễn rồi. Bây giờ mình cho hơi qua đây. Cái bước kế tiếp nữa. How many finger design do you like? Whatever you want to do. Okay. Rồi bây giờ Amy có nói là cô khách có nói là cổ Amy muốn vẽ bao nhiêu là vẽ tỷ Amy nha. Rồi bây giờ Amy bỏ một tí màu vàng ra nè. Bây giờ Amy sẽ chấm nha. Chấm một chấm màu vàng ngay đây. Đó, Amy chấm là nó khác vị trí một chấm màu vàng ngay đây. Một chấm màu vàng ngay đây. Đó, các bạn thấy những cái màu vàng nó nằm ở những cái vị trí khác nhau hết. Rồi, bây giờ em cho thôi. Cái chấm màu vàng này cũng là chấm treo đó nha các bạn. Em sử dụng vẽ cho cô khách này toàn là màu treo thôi. Rồi, bên đây cũng vậy, mình chấm cho nó khác vị trí mà không cần phải giống nhau. Đó. Đó, rồi cái chấm màu vàng này thì mày cho nằm dưới đây. Rồi các bạn thấy là có đủ hết 10 chấm màu vàng rồi. Bây giờ mày cho hơi qua đây nha. Cái bước kế tiếp là mày sẽ dùng một cái cọ giả lai nè. Em cũng lấy một cái cọ giấy lai đó các bạn. Bây giờ em sẽ vẽ một cái bông màu trắng nha. Cái bông daisy màu trắng. Tại vì cái lưỡi này là lưỡi ít tờ đó các bạn. Màu cũng ít tờ nha. Rồi. Bông nhỏ thôi nha các bạn. Tại vì mình đã vẽ nhiều màu rồi. Mình vẽ cái bông mà nó bự quá nữa. Nó không có thanh, nó không có đẹp. Rồi em sẽ xây cái bông nè. Mì chấm đây. Xây một cái bông rất là đơn giản luôn. Rồi một cái nha. Ở dưới đây. Đó hai cái. Rồi bây giờ ở đây mình cũng xây nè các bạn thấy không? Em chấm từ trong cái nhĩ chấm ra. Em xây cái bỏ cái nhĩ trước không cho mình lấy cái chẩn để mình xây cái bông đó các bạn. Còn nếu các bạn xây cái bông mà đều các bạn canh được thì các bạn xây xong là các bạn chấm cái nhĩ sau ha. Tại vì mỗi người có một cách vẽ khác nha. Rồi. Dạ trên đây nha. Bông thì em vẽ một màu thôi nha các bạn. Cái màu thiếp thì em vẽ là nhiều màu nhưng mà bông là một màu một thôi. Rồi bây giờ tới cái bông ở đây. Còn cái bông rất là dễ, khoảng trống ngắn thì mình được cái bông nó ngắn. Rồi là mì đã xong đó các bạn, rất là đơn giản, rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ qua bên đây cũng vậy nha. Tại vì mùa này bắt đầu vô mùa xuân đó các bạn. Nếu mà không lễ ít tờ đó, chứ những cô khách rất là thích vẽ những cái bông đê xì giống như vậy.
Rồi một hoa đó. Rồi giờ tới hoa thứ hai nè. Các bạn cứ chấm cái chấm là các bạn cứ xây như Amy vậy nè. Rất là dễ, không có gì khó khăn hết. Đặt cái đầu cọ xuống và đè xuống một chút, lấy cái chiều dài theo ý muốn của mình. Mình muốn cái chiều dài là bự dài hay ngắn là do mình muốn cái cánh hoa to hay nhỏ do mình. Do mình đè cái cọ đó các bạn. Bây giờ qua đây cũng vậy. Các bạn thấy ha, màu của mình rất là nổi chưa? Mấy cái màu này là màu nào mình đi cái hoa trắng nó cũng nổi hết. Các bạn thấy không, Amy xây cái bông rất là đơn giản, rất là dễ làm luôn. Còn nhiều khi Amy trở tay rất có che tầm nhìn của các bạn cũng thông cảm cho Amy nha. Thì thấy các bạn biết là Amy giả. Nếu các bạn đã theo dõi kênh Amy từ lâu thì các bạn đã biết tất cả những mẫu vẽ của Amy đều tất cả hai chiều hết ha. Khi mà mình làm nail mình mới bắt đầu tập đó các bạn, mình cố gắng mình tập vẽ đó, mình vẽ hai chiều đi là sau này mình sẽ quen luôn. Amy vẽ thiếp hay vẽ bất cứ hoa hay vẽ râu gì cũng vậy, Amy cũng là vẽ hai chiều không, mà cho nó cân đối cho nó đẹp. Thì các bạn biết những cô khách mà sành chơi nail giờ mấy cô khách rành lắm. Rồi các bạn thấy là xong rồi, rất là đơn giản luôn. Cameraman giùm Amy cái bông nha, cái bông rất là nhỏ xinh xinh luôn. Rồi bây giờ Amy sẽ đưa hai bàn tay cho các bạn coi đây nè, các bạn thấy không, rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ Amy cho hơi tay bên đây nha. Rồi cái bước sau cùng mình bỏ nước bấm nè các bạn nè. Các bạn thấy màu là màu của lấy ít tờ không nha, với hoa daisy màu trắng. Rồi em bỏ nước bóng lên đây. Rồi rất là đơn giản với cái mẫu vẽ ngày hôm nay luôn. Rồi bây giờ em xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn. Các bạn yêu mến em thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Kênh này là kênh em Quỳnh. Còn các bạn yêu mến em nữa thì các bạn cứ nhấn nút đăng ký kênh mới của em sẽ dán cái phần link phía dưới cho các bạn. Kênh mới của Amy là Amy Quỳnh Cuộc Sống ở Mỹ nha các bạn. Bây giờ Amy xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.